Alo, Su hả? Nghe bạn. Chuẩn bị xong chưa? Xong hết rồi. Ok, bây giờ 30 phút nữa chúng ta chuẩn bị tại điểm tập trung nha. Ok. Ok, anh đã thuê phòng hết ở Vũng Tàu rồi đấy. Okay, let's go. Phòng Vũng Tàu xong hết rồi. Bây giờ chúng ta 30 phút nữa tập trung tại điểm tập kết nha. Ok. Chung đầy đủ rồi, bây giờ chúng ta xuất phát hả? Ok, đi thôi. Xe bị lệ lục bánh mất rồi. Giờ sao đây? Ở đây làm gì có chỗ nào sửa xe? Giờ làm sao đây? Bây giờ cũng chết mất rồi. Chết rồi, bây giờ làm sao? Bây giờ... Lấy bánh hả? Bây giờ chúng ta phải đi kiếm. Ok, bây giờ mình và Su sẽ vào trong để đặt phòng nhé. Các bạn ở đây đợi nhé. Ok. Để em lấy nhận phòng và để em có đặt phòng trước thôi. Thì chị kiểm tra tên giùm em. Mình đặt phòng ngày hôm nay hả chị? Dạ, thì em có đặt 3 phòng cho anh. Em đã đặt hôm qua rồi đó. Chị ơi, vì mình chưa đặt cọc với bên em và bên em cũng đã liên lạc với chị nhiều lần đó mà không được á, thì bên em đã hôm nay đã cho khách khác thuê phòng rồi và hôm nay bên em cũng đã full phòng. Chưa rồi, chắc lúc lấy điện thoại mình hết pin. Chị có cách nào giúp tụi em không? Dạ. Chị có thể thử tìm khách sạn khác giúp tụi em được không? Dạ được ạ, để em liên lạc với những khách sạn khác. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, em gọi đến khách sạn Vista hả? À, cho em hỏi hôm nay mình còn 3 phòng không ạ? Dạ, hết phòng rồi đúng không ạ? Dạ, cảm ơn ạ. À, anh chị ơi, vì hôm nay là cuối tuần á, nên hầu như các khách sạn khác thì đều hết phòng rồi. Nên mong anh chị thông cảm nhé. Không cần cách nào cả. Em đã liên lạc nhiều khách sạn khác rồi. Hôm nay có nhà nghỉ nào không chị? Em nghĩ là nhà nghỉ thì anh chị thử đi thẳng lên khu trên kia phòng phòng thôi nhé. Thôi, bây giờ mình cứ tạm thời đi ra ngoài đi ạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Sao rồi? Khách sạn hết phòng mất rồi. Thế là thế nào? Thôi, bây giờ mình cứ tạm thời đi ra ngoài đi ạ. Dạ, cảm ơn chị. Các nào... Sao là như thế? Các nào lúc chiều khách sạn có gọi rồi nhưng mà điện thoại của mình hết pin. Thế bây giờ chúng ta ngủ ở đâu? Không lẽ chúng ta ngủ ngoài đường à? Thế bây giờ các cầu tính thế nào đây? Chắc bây giờ đi vòng vòng kiếm nhà nghỉ xem. Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi? Cậu nhìn xem bây giờ là bao nhiêu giờ rồi? Anh Thái chị Su, em đã có tìm ra một cái giải pháp này hay lắm là mình... Đâu? Mở lên xem nào. Ồ, cuốn 360 à? Gì vậy? Lượng kênh phô 500 trang. Biết sao được đúng không? Biết. Ồ, hai con vậy. Ồ. Là ý là phòng này đang còn trống á hả? Ý là những nơi đây đang còn phòng phải không? Ồ, hay quá. Ồ, phòng đẹp ghê này. Nhanh lên. Nhanh lên. Nào, chúng ta đến đây thôi. Rồi, thấy địa chỉ rồi.